Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay nhờ ơn Chúa, tôi muốn chia sẻ cho hội thánh cái chủ đề là đã thắng sự đố xét. Chúng ta cùng nói người bên cạnh này, đã thắng sự đố xét. Đã thắng sự đố xét. Cảm ơn Chúa, hãy đã thắng sự đố xét. Đừng để sự đố xét đã thắng mình, nhưng mà hãy đã thắng sự đố xét. Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Kinh Thánh tôi muốn nói làm nền tảng ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 7 từ câu 1 đến câu số 5. Chúng ta để ý lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 1 đến câu số 5. Quý vị nhìn trên bảng và chúng ta đọc chung cho nó phù hợp chung một vòng của Kinh Thánh. Chúng ta cùng đọc chung lớn tiếng 2, 3. Các ngươi đừng đón xét ai để mình khỏi bị đón xét. Vì các ngươi đón xét người ta thế nào thì họ cũng đón xét lại thế ấy. Các ngươi được cho người ta mực nào thì họ cũng được lại mực đó ấy. Sao ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cái đài trong mắt mình? Sao ngươi chẳng nói với anh em rằng để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh mà những người có cái đài trong mắt mình? Hỡi kẻ giả tình, trước hết phải lấy cái đài khỏi mắt mình đi rồi mới thấy đó mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Cảm ơn Chúa. Đây là lời của chính Chúa Giêsu Ngài phán dạy với đoàn dân đông, và lời Chúa Giêsu cũng đang phán dạy đến hội thánh Sa-lôn buổi sáng hôm nay. Và tôi cảm ơn Chúa, tôi đang hội với Chúa trong một hội thánh mà tinh thần phán xét vô cùng ít ỏi. Thậm chí là tôi còn không nghe nữa. Điều đó tôi rất là mừng, mà tôi mong rằng điều này nó càng tiếp tục giữ vững và loan truyền cho nhiều nơi khác nữa. Amen. Tôi cảm thấy hơi buồn khi có một số hội thánh cứ trong hội thánh mà chia làm hai phe, rồi phe này phán xét phe kia phán xét phe nọ, rồi mục sư phán xét tín đồ phán xét mục sư. Điều đó là đã mất mù mà quỷ rồi. Điều đó là chúng ta tạo cơ hội để cho con quỷ nó tấn công và làm cho tan nát công việc của nhà Chúa. Và tôi cũng thấy rằng có nhiều gia đình vợ luôn luôn phán xét chồng, và chồng luôn luôn phán xét vợ. Con cái là phán xét ba mẹ là người sinh thành mình, và ba mẹ là người phán xét con cái là những đứa con mình từng ôm ấp yêu thương và nâng niu chiều chuộng. Nguyện xin Đức Chúa Trời dùng lời của Chúa buổi sáng nay để đập tan tất cả sự phán xét. Nhưng mà mỗi người chúng ta đã được Chúa Giêsu cứu chuộc rồi, hãy sống với nhau bằng tình yêu thương. Amen. Hãy nhìn con người bên trái, người bên phải đó nè. Chúa chọn bạn để tôi yêu thương chứ không phải để tôi đổ xe. Tôi nói đây là Chúa chọn bạn để tôi yêu thương chứ không phải để tôi đổ xe. Không phải đổ xe. Chúng ta không có quyền đổ xe ai bởi vì chúng ta không được thẩm quyền đó. Vì thẩm quyền đó chỉ thuộc về một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Và chúng ta nên nhớ mình đừng đổ xét ai, bởi vì đơn giản mình không phải là Đức Chúa Trời. Đúng không chị em? Mình không phải là Đức Chúa Trời, mình không có quyền đổ xét. Cho nên nếu mà gọi là để mà vạch là lá tìm sâu, thì tôi thiết nghĩ là không có một người nào trong chúng ta là trọn vẹn cả. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, tất cả chúng ta là những người thiếu sót, tất cả chúng ta là những người yếu đuối. Mà nhờ sự thương xót Chúa Giêsu, Ngài kêu gọi chúng ta, Ngài cứu chuộc chúng ta, Ngài tha tội cho chúng ta, và Ngài xưng công bình cho mỗi người trong chúng ta. Vì lý do đó, những người đang có mặt buổi sáng hôm nay tại đây, hoặc là những người đã nghe chương trình, hết thảy chúng ta đều cần tình yêu thương của Chúa, và chúng ta cũng cần tình yêu thương của người lân cận của mình. Câu chuyện mà tôi muốn đề cập một cách mạnh mẽ buổi sáng hôm nay đó là trong Giăng đoạn thứ 9. Trong Giăng đoạn thứ 9 là một phát đoạn kinh thánh mà sáng nay tôi suy gẫm rất là nhiều, và tôi thấy được từng tình tiết mà Đức Chúa Trời đã dùng câu chuyện này để dạy dỗ cho chính mình tôi về cuộc mà đối thoại giữa Chúa Giêsu và những người khác, và những người đang bị đau khổ và đấng cứu chuộc ra làm sao. Quý vị hãy để ý, tôi đọc đến đâu tôi sẽ chia sẻ đến đó. Đức Chúa Giêsu vừa đi qua, thấy một người mù từ thở xưa. Môn đồ hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, ai đã phạm tội? Người nào phạm tội đó? Người này phạm tội hay là cha mẹ người mà người sanh ra thì đã mù như vậy? Thì tất nhiên môn đồ thấy một người bị mù thì nghe là tất người chứ. Các môn đồ nói với Giêsu rằng: Thầy ơi, cái người này bị mù như vậy á là do tội lỗi chính người đó hay là do cha mẹ mà người này vừa sinh ra là bị mù như vậy? Nhưng tôi hỏi bạn chị
em rằng á, cái người bị mù á, họ không muốn mù không? Dạ. Nhưng hồi nãy tôi đã nói với bà chị em, nếu ai trong chúng ta tại đây mắt mình vẫn còn thấy được người bình thường, miệng mình vẫn nói được lời thương yêu, và suy nghĩ chúng ta vẫn còn suy nghĩ điều tích cực cho anh em mình, chúng ta được phước hơn cả hàng triệu người trên thế giới này rồi. Đúng không anh chị em? Cho nên cái người mù này đang bị mù, và khi mù thì kiếm công an việc làm dễ không anh chị em? Khó vô cùng, người không ai nhận, rồi không khó khăn trong cuộc sống. Cho nên cái nghề của người này là làm gì? Đi xin ăn, đi xin ăn, vừa nghèo vừa mù vừa đi xin ăn, cũng như là xã hội bằng người đã thuộc là bằng cùng của xã hội này thấp kém đau khổ, và người nên trở thành trò cười, và người nên trở thành một cái câu hò câu hát và cái ví dụ của người khác. Đang khi có người này đang bị đau đớn, đang khi bị thất vọng, đang bị hụt hẫng như vậy, thì ngay lập tức xin mời những người đằng sau tiến lên phía trước, nhường ghế cho những người đằng sau. Xin mời bạn Trang với bạn Duy tiến lên phía trước này ngồi với các bạn, nhường hai ghế cho những người ở đây giờ. Cảm ơn Chúa, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Người này mù, đã bị nghèo, đã bị thiếu, đã bị khổ, mà lại tiếp tục bị gì? Bị người khác phán xét nữa. Đau buồn không anh chị em? Nếu mà ai trong chúng ta mà nằm trong hoàn cảnh này, mình có thấy dễ chịu chút nào không? Không. Nhưng mà người này đang bị mù, đang bị đói, đang bị nghèo, đang bị đi sinh ăn, đang bị khiếm khuyết trong cuộc sống, bị mù. Tất cả mọi người đều bỏ rơi, nhưng tôi nói với anh chị em rằng có một đấng quan tâm đến cuộc đời người đó. Nếu trong cuộc đời của chúng ta có nhiều lĩnh vực chúng ta không được người khác quan tâm, chúng ta sẽ thành trò cười cho người khác gặp mình là phát xét tụi không có học, người khác có thể nói thằng này thằng cây bò từ nhỏ, người khác có thể nói bạn là người thấp kém, người thiếu trình độ, người ăn nói không có duyên, người thế này thế nọ, người ta sẽ dùng điều đó mà người ta tấn công, người ta chỉ trích mình. Nhưng tôi nói với anh chị em rằng Chúa Giêsu đến Ngài không phán xét, Ngài không chỉ trích, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đến để Ngài giải cứu chúng ta. Amen. 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 Chúa Giêsu Ngài đến Ngài không có bất cái điểm yếu chúng ta, vì Kinh Thánh bảo rằng Chúa Giêsu Ngài không có bẻ cái cây sậy đã bị giật, Ngài cũng không bố cái tim đèn gần tắt. Chúa Giêsu luôn luôn có tạo cho con người ta có một cơ hội để làm lại từ đầu. Đã gọi là con người thì bạn tốt điểm này nhưng bạn yếu điểm kia, bạn mạnh điểm này nhưng mà bạn lại thiếu số điểm nọ. Có thể bạn ăn nói rất là có duyên nhưng mà đời sống của bạn chưa chắc có duyên, đúng không? Bạn có thể là một người ăn mặc rất xinh đẹp bên ngoài nhưng mà bên trong lòng và dạ của bạn chưa chắc được như vậy. Nhưng mà bây giờ các môn đệ hỏi Chúa Giêsu là cái người này mù từ thở sinh ra như vậy á, chắc chắn là phải có tội một người nào đây, cho nên người này mới bị. Môn đồ hỏi Ngài rằng thưa Thầy, ai đã phạm tội, người này hay là cha mẹ người mà người vừa sinh ra đã mù như vậy? Thì ngay lập tức Chúa Giêsu Ngài mới dạy cho các môn đồ một câu là Đức Chúa Giêsu đã rằng đó chẳng phải là tại người này hay là cha mẹ người đã phạm tội, nhưng ấy là để cho công việc của Chúa Trời được bày tỏ trong người. Nhân danh Chúa Giêsu tôi công bố, Đức Chúa Trời sẽ nhân những điểm yếu của các bạn để làm vinh hiển danh của Ngài. Amen. Đức Chúa Trời Ngài sẽ biến cái nan đề của các bạn trở thành nguồn phước cho người khác. Amen. Đức Chúa Trời Ngài sẽ dùng những cái điều gì mà thấp kém, bạn bị người ta chê cười, để Ngài làm tỏa sáng hầu cho không ai khoe mình trước mặt được Chúa. Chúa đến không phải để đón xét, nhưng mà Chúa đến để Ngài giải cứu. Chúa đến để không làm cho chúng ta nặng nề hơn, nhưng mà Chúa đến để làm cho chúng ta tự do đến với Ngài nhiều hơn. Amen. Cho nên chúng ta biết rằng không ai yêu chúng ta bằng Chúa yêu chúng ta. Amen. Và một lần nữa tôi nhắc nhở với mỗi người chúng ta đang theo bạn buổi sáng này, Chúa kêu gọi bạn và tôi lại những chức thành tế lễ. Chúng ta là những người cầu nguyện cầu thay, chứ không phải Chúa kêu gọi chúng ta trở thành người phán xét. Amen. Amen anh chị. Bởi vì một lần nữa tôi nhắc lại, sự đón xét chỉ thuộc về một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Amen. Vì Đức Chúa Trời mới đủ thẩm quyền để đón xét, còn chúng ta là con người không ai đủ thẩm quyền phán xét cả. Amen. Và bạn ơi, bạn và tôi không phải là Đức Chúa Trời, cho nên bạn và tôi chỉ có trách nhiệm là cầu nguyện, chúc phước, tha thứ, yêu thương. Còn việc phán xét là thuộc về Đức Chúa Trời thôi. Amen. Cho nên cảm ơn Chúa, có lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong sách Gia Cơ đoạn thứ 2 câu số 13 rằng sự đón xét là thương xót kẻ chẳng làm thương xót, nhưng sự thương xót thì thắng hơn sự đón xét. Amen. Amen.
Tôi thể kể cho quý vị nghe một câu chuyện để rồi quý vị biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời quyền năng. Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời thấy được tất cả, biết được tất cả, và Ngài có khả năng làm được tất cả cho mọi người trong chúng ta. Hầu cho qua điều đó mà không ai trong chúng ta mặc cảm và tự ti, và không ai trong chúng ta cảm thấy xấu hổ về những gì mà đời sống của mình cả. Nhưng mà hết thảy mọi người trong chúng ta phải nhờ cạnh Đức Chúa. Đây là câu chuyện tôi muốn kể cho quý vị. Nó hơi lộn ngoài luồng một chút, nhưng mà quý vị hãy yên lặng lắng nghe cuối câu chuyện để rồi từ từ đã lên án và phản xét tôi. Đây là câu chuyện về cái nồi cơm của Khổng Tử. Nồi cơm của Khổng Tử. Một ngày kia thì Khổng Tử dẫn học trò của mình đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Và đi một đám học trò như vậy á, thì Khổng Tử có hai đệ tử rất là thân cận, đó là Nhan Hồi và Tử Lộ. Hai người này là Khổng Tử rất là yêu thương một cách thất lòng và tin tưởng một cách hết mực. Nhưng mà trong thời kỳ Đông Chu á, thì chiến tranh liên miên, cho nên nó làm các nước là chư hầu lạc lọt trên khắp cả, mọi người đều điêu linh, lầm than đói khổ, vất vả vô cùng, và thầy trò của Khổng Tử cũng không nằm ngoại trừ trong vấn đề này, cho nên cũng nằm trong sự đói khát và thiếu thốn. Nhưng mà rồi trong cuộc đi như vậy thì chinh chiến nhiều ngày, thì cuối cùng thầy trò của Khổng Tử cũng đến được cái nước Tề. Và may mắn thay là ngày đầu tiên đến được nước Tề thì có một người rộng rãi yêu thương Khổng Tử và cho thầy trò Khổng Tử một ít gạo để nâng cơm. Nhưng mà vì học trò thì đông, bụng lâu ngày thì đói, cho nên một ít gạo đó như là một món quà vô cùng quý giá. Và ông bà chúng ta vẫn có một câu là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Thế là Khổng Tử sai Tiểu Lộ dẫn các môn sinh á vào trong rừng để kiếm rau, kiếm hoa quả. Còn Nhan Hầu là người mà Khổng Tử tin tưởng hơn, cử lại ở nhà để mà nấu cơm. Và Khổng Tử thì hơi mệt, lớn tuổi, cho nên ông nằm trên một cái võng để ông đọc sách. Và từ nhà bếp thì lúc qua một bãi đất trống thì mới tới chỗ ông. Thì ông đang ngồi và ông đang đọc sách. Đang khi đọc sách như vậy thì ông nghe một tiếng cái choáng một cái. Thì ông dồn qua, ông đã thấy ông dồn của ông thấy Nhan Hầu đã lấy cái nồi, và Nhan Hầu đã lấy những cái cơm, và Nhan Hồng đã cùng những cục cơm lại, và Nhan Hồng ngó quanh ngó quốc không thấy ai cả, và Nhan Hồng đã bỏ những cục cơm vào trong miệng và ăn liền. Khổng Tử thăng toàn lên, thăng ơi, là con người ta tin tưởng nhất, là con người ta yêu quý nhất, là con người ta mến nhất, mà bây giờ lại là ăn cơm trước thầy, lường cả bạn, để rồi bỏ một điều gì tốt nhất trong bụng của mình. Khổng Tử thất vọng vô cùng. Một đứa trò ngoan, hiền, ông tin tưởng, mà bây giờ là ăn cơm trước của thầy và là đối xử như vậy. Khổng Tử cảm thấy thất vọng vô cùng. Ôi bao nhiêu công sức, bao nhiêu công lao, bao nhiêu sự tin tưởng của ta dành cho ngươi đã đổ sông và đổ biển. Ông cảm thấy buồn rầu về Nhan Hồng vô cùng. Và ông thất vọng, ông ngồi trầm ngâm trong bao nhiêu phút sau. Thì cuối cùng một số bạn của Tử Lộ cũng đã về và đem theo rau đã trở về luộc và đến giờ dọn cơm ra. Tới giờ dọn cơm ra thì Khổng Tử không ăn liền mà ngồi quanh lại bảo rằng ta muốn trình cơm này lên cho một đống thiên niên để tỏ lòng biết ơn. Và ta muốn hỏi rằng nồi cơm này có sạch không? Tất cả các môn đệ đều không biết việc gì, cứ quay quanh mông, không hiểu được gì cả. Nhưng mà tất cả mọi người đều đã đồng ý để dâng lên. Nhưng mà riêng Tiểu Lộ riêng có người Tiểu Lộ và mọi người đều đồng ý, và riêng Nhan Hồi này thì không dám. Và Nhan Hồi nói là không được thầy ơi, đừng dâng nồi cơm này, bởi vì nồi cơm này không sạch. Khổng Tử trầm ngâm và đầy tức giận và nhìn thẳng vào, nói là tại sao không sạch. Thì Nhan Hồi mới nói rằng khi nãy nấu cơm vừa chín, tôi vừa vỡ đất dung ra để xớ cơm lên cho đều, thì ngay lập tức là luồng gió thật là mạnh ập tới và làm cho bụi bặm đã bay vào và rớt trong nồi cơm. Và tôi đẩy lại liền nhưng không kịp, thì cuối cùng cơm đã dính bụi dơ, cho nên tôi đã dùng vá vớt để tới cơm đầu. Và tôi cùng lại lần đầu tôi định đem quăng đi, nhưng mà tôi nghĩ thầy trò thì đông,
mà cơm thì ít, mà bây giờ tôi ăn trước mà tôi không có ăn cái này, và như vậy lát nữa mọi người đều đói và thiếu thức ăn, cho nên tôi bằng lòng ăn số cơm bụi đó vào trong cơ thể tôi, và bây giờ tôi chỉ ăn rau là thôi, còn số cơm còn lại thầy và các anh em cứ tận hưởng. Nghe tới đây Khổng Tử đã gục mặt xuống và Khổng Tử nói rằng: ôi, chính mắt ta đã thấy chưa chắc đã là đúng, chính những gì mắt ta thấy tai chưa nghe trước mặt chưa chắc là đúng. Nhân hồi ở chút xíu bên ta đã phán xét ngươi, ta đã phạm tội với ngươi và ta đã chỉ trích ngươi rồi. Và qua câu chuyện đó thì bây giờ muốn nhắn nhủ mọi người trong chúng ta là gì? Chúa Giêsu ngài đã từng phán rằng: đừng đổ xét ai để các con khỏi bị đổ xét. Amen. Đừng lên án ai để các con khỏi bị lên án. Amen. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. Amen. Bởi vì Chúa không nhìn thấy những gì bên ngoài loài người nhìn, loài người thì nhìn bên ngoài, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng của Amen. Chúng ta. Amen. Muốn nhắn nhủ mọi người trong chúng ta, việc mỗi một người trong chúng ta muốn kết quả cho Chúa đó là điều tốt. Amen. Muốn làm điều công bình là điều tốt, nhưng mà xin Chúa giúp đỡ cho mọi người trong chúng ta làm bất cứ việc gì hãy nghĩ đến danh của Chúa trước. Amen. Tôi với anh chị em vốn là người không có trọn vẹn, tôi mỗi người trong chúng ta vốn là người yếu đuối, và chúng ta yếu đuối cho nên chúng ta mới cần đến Đức Chúa Trời cầu năng. Amen. Vốn tôi là người không trọn vẹn cho nên việc đầu tiên là tôi mới cần đến Chúa, và thứ hai là tôi mới cần những người như anh chị em cầu thay nhắc nhở và an ủi cho chính mình tôi. Tôi không phải là cái bia để anh chị em tắm không, tôi không phải là đối tượng để anh chị em nhục mạ, nhưng mà tôi là một con người để anh chị em có thể nâng đỡ, qua đó mà đem niềm vui, hạnh phúc và sự sáng của Chúa cho những người khác anh chị em. Cho nên các môn đệ đã thắc mắc và nói những điều này và muốn lên án, muốn chỉ trích con người này, nhưng mà Chúa Giêsu ngài không làm như vậy. Chúa Giêsu công việc của ngài là gì? Không nói nữa, không phán xét nữa, không lên án nữa, nhưng mà ngài hành động. Ngài hành động bằng cách là gì mà chị em? Ngài nhổ nước bọt xuống đất, ngài quà với sình, rồi làm gì? Chết vào con mắt. Những người khác một lần nữa nhìn hành động Chúa Giêsu lại lên án. Đây là con người không có khoa học chút nào. Quý vị nghĩ như thế nào? Con mắt người ta mà phun nước bọt đã dơ rồi, quà với sình nữa, mà chết với con mắt nữa, để không phải bù nữa mà làm như thế nào? Không có đuôi mà mở mắt luôn nữa. Dạ. Nhiều lần chúng ta không cẩn thận, chúng ta có thể nhìn thấy một số công việc của anh em của chúng ta, nếu chúng ta không cẩn thận chúng ta cũng dễ phán xét và lên án công việc làm của anh em của mình. Và hơn nữa là sau khi mà Chúa Giêsu hòa sinh xích cái con mắt của người này rồi, Chúa Giêsu đã chữa lành cho con người này, mà chữa lành trong ngày gì mà chết? Ngày Sa-bát nữa. Những người thông giáo và người Pharisee họ không chấp nhận chuyện này được. Họ bảo là gì? Có 6 ngày để đến để chữa lành, mà tại sao không đến 6 ngày đó mà ngày thứ 7 ngày Sa-bát lại là phán xét và lại chữa lành? Cho nên họ bảo rằng Chúa Giêsu là con người không phải là đến từ Đức Chúa Trời. Nếu đến từ Đức Chúa Trời thì không làm giống như vậy. Dễ lắm mà chúng ta không thấu hết tất cả đường lối của Chúa, vì Chúa nói là tư tưởng chúng ta không giống như tư tưởng của Chúa. Amen. Đường lối của chúng ta không giống như đường lối của Chúa. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì các tư tưởng và đường lối của Chúa còn cao hơn tư tưởng và đường lối của chúng ta. Amen. Cho nên mong rằng qua bài học này tôi khích lệ mọi người trong chúng ta là gì? Đừng bao giờ tấn công và lên án bất cứ con người nào. Việc chúng ta làm là chúng ta học được công việc giống như Chúa Giêsu làm. Hãy yêu thương, hành động và giúp đỡ bằng những việc thực tế. Đừng có chỉ là chờ điểm yếu của người ta để mà tấn công. Và cảm ơn Chúa Trời, sau đó cái người mù này đã được Chúa Giêsu ngài chữa lành một cách siêu nhiên. Và điều đó cho chúng ta biết rằng việc gì con người làm không được, nhưng mà đối với Chúa Giêsu mọi việc đều có thể được cả. Và những người trong chúng ta tin chắc rằng có những việc chúng ta đã từng bị lên án, có những việc chúng ta đã từng bị phán xét, có những việc người khác có thể chê cười chúng ta, có những việc chúng ta cảm thấy như là không còn hy vọng, nhưng mà quý vị có tin rằng đối với Chúa Giêsu, trao vào trong tay Chúa Giêsu mọi việc có thể được không? Amen. Bao nhiêu người tin vào điều đó? Amen. Hãy nói người bên cạnh đừng sống trong sự thất vọng. Hãy nói người bên cạnh đừng
sống trong sự phán xét của người khác. Amen. Đừng sống trong sự phán xét của người khác. Hãy nhờ Chúa sống trong ân điển và tình yêu của Đức Chúa Trời. Amen. Anh chị em ơi, con người chúng ta có hạn. Nếu chúng ta sống trong lời phán xét của người khác, e rằng cuộc sống chúng ta không còn chất lượng. Đúng không chị em? Nếu chúng ta sống trong sự phán xét người khác, chúng ta sẽ sống trong sự lo lắng, mệt mỏi, bị tổn thương và cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng nếu chúng ta sẽ nhờ Chúa, gạt bỏ nó qua một bên, biết rằng Chúa ơi, con vốn là người yếu đuối, con bước cầm đến ngày như thế này, và chúng ta sống trong tình yêu, sống trong ân điển, sống trong lời của Chúa, chúng ta sẽ được bình an và kết quả. Amen. Nhưng danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho Thánh Phaolô, anh chị em và tôi không có quyền cho phép những cái sự xác thịt nó tấn công chúng ta, nhưng chúng ta sẽ cầu nguyện xin quyết Chúa Giêsu để bao phủ từng cuộc đời của anh chị em. Amen. Trong danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho anh chị em không sống trong sự cảm xúc để mà cảm được từ đây, nhưng hãy sống trong đức tin nơi lời hứa của con được Chúa Trời. Amen. Nhưng danh Chúa Giêsu tôi công bố với anh chị em rằng con người thì phản xét chúng ta, nhưng mà Chúa Giêsu luôn luôn tạo cơ hội để cho chúng ta làm lại từ đầu, anh chị em. Chúa có người phản xét để làm cho chúng ta đau khổ, mệt mỏi và thất vọng, nhưng Chúa Giêsu mở đường để cho chúng ta được sáng, được thấy và trở thành nhân chứng cho Chúa. Amen. Amen. Trở thành nhân chứng cho Chúa. Hãy nhìn người bên cạnh đó, bạn có thể trở thành nhân chứng cho Chúa. Amen. Bạn có thể trở thành nhân chứng cho Chúa. Bạn trở thành nhân chứng cho Chúa. Amen. Một ngày kia, trong một căn nhà thờ nó rất là xinh đẹp. Thường thì người ta nhóm vào thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Nhưng mà người ta đi thờ phụng Chúa những ngày đó. Nhưng mà tại nơi căn nhà thờ đó thì những cửa trước đóng hết và có một cửa sau. Thì bỗng nhiên một ngày kia ông mục sư ông nghe rụt rịch. Thì ông mới chạy vào nhà thờ. Thì ông thấy một ông kia râu ria, tóc tai, áo quần không có sạch trắng, và đến trước thập tự giá và lẩm nhẩm nhiều một vài ba câu. Thì mục sư mới nép phía đằng sau xem thử ổng chuẩn bị ổng chôn cái gì. Tên này có thể là nghiện ngập vô kiến thức định để hút nhích. Tên này có thể là vô gia cư, vô kiến thức định để mà mua đồ sử dụng sai. Và ông mục sư theo dõi. Và ngày thứ hai ổng đến cũng giờ đó. Và ngày thứ ba ổng lại đến. Và trong suốt một tuần ổng đến. Ông đến hoài như vậy. Thì cuối cùng ông mục sư cũng mạnh dạn đến hỏi người này là: anh tên gì? Tôi tên là John. Anh đến đây làm gì? Tại sao mỗi ngày anh đến như vậy? Vì tôi là một người mới chuyển từ công ty khác đến công ty này làm cách nhà thờ 2 cây số. Và mỗi buổi trưa mọi người có chỗ ăn ngon, nghỉ ngon, còn tôi không có chỗ. Cho nên tôi dành thì giờ quý báu lắm, tôi đến trước mặt Chúa để tôi thưa về những cái chuyện quá khứ của tôi không tốt với Ngài, mong sự giúp đỡ và sự giải cứu từ Ngài. Amen. Tôi tranh thủ thì giờ để tôi nói chuyện với Chúa. Và tôi đến với Chúa, tôi thưa rằng: Chúa ơi, con đã đến với Chúa đây, con tên là John, con cần sự giúp đỡ từ Ngài. Nhưng mà qua mấy tuần sau thì không thấy anh John đến được. Ông mục sư này cảm thấy bối rối. Mình là người nhiều thì giờ, mình là người ăn mặc xinh đẹp, mình là người đủ điều kiện, mà mình lại không có một thì giờ quý báu, có một cuộc hẹn đặc biệt giống như anh John, mà anh John lại có một thì giờ đặc biệt cho Chúa như vậy. Mục sư cảm thấy áy náy, ăn năn và kêu gọi Hội Thánh bước vào trong sự cầu nguyện. Thì anh ông mục sư thì ngoài cũng không thấy anh John này đâu cả. Thì cuối cùng anh John đến công ty đó hỏi, thì người ta bảo rằng mà anh John này đã nằm trong bệnh viện hơn một tuần lễ rồi mà không ai đến thăm anh John cả, và nằm trong bệnh viện. Và ông mục sư cuối cùng vào để thăm, và những người y tá cũng sẽ bảo là cuối cùng thì cũng gặp được một người thân để đến thăm anh này, mong rằng ông này sẽ thanh toán viện phí cho ông nghiệp vụ kia đến. Thì ông mục sư đến nắm tay anh John và nói là: xin lỗi anh John, trước đây tôi đã hiểu lầm anh và tôi nghi ngờ anh và tôi đối xử không tốt với anh, mong anh tha thứ cho anh. Anh là người cô đơn và bao nhiêu bác sĩ bảo là anh là người tội nghiệp, anh không ai thăm anh và không ai an ủi anh và không ai trò chuyện anh.
anh rất là cô đơn. Anh John với một cặp mắt thiệt thọ, mở mắt ra và miệng thiệt thọ anh nói là không đâu. Mỗi một ngày, Ngài đều đến bên tôi. Mỗi một ngày đúng giờ hẹn, Ngài là nắm tay tôi. Tôi đã từng nói với Ngài rằng, thưa cha, con đã đến đây với cha. Con rất cần cái thời giờ thân mật giữa cha và con. Con trình dâng tất cả những nỗi niềm yếu đuối, ưu tư của con lên cho Ngài. Bây giờ Ngài lại đến với tôi. Và Ngài nói cho ta lại đến với con. Ta hiểu tất cả những nỗi lòng của con, biết được tất cả những yếu đuối, những sự sai sót, và ta thấy được cái lòng thành thật của con đối với ta. Ta đến đây với con để an ủi con. Và nói tới đó, những giọt nước mắt của tất cả các y tá, y sĩ, những bác sĩ và ông mục sư đều rải rổ xuống. Ông vui cười và ông nói kìa, Ngài đã đến với tôi. Tôi đang ở trong vòng tay của Ngài. Nói xong anh cho trút hơi thở cuối cùng. Điều này muốn nói với chúng ta điều gì? Có thể rằng chúng ta có thể nhìn một người nào đó không để trong tầm mắt của mình. Có thể rằng chúng ta thấy một người nào đó không như lòng chúng ta mong đợi. Rồi chúng ta tung ra những lời, nói những lời, suy nghĩ những điều và hành động những điều không đẹp lòng Chúa. Nhưng mong rằng buổi sáng nay qua lời của Chúa, nguyện xin Chúa giúp đỡ cho mọi người trong chúng ta hãy học theo gương của Chúa Giêsu là hãy an ủi, hãy khích lệ, hãy chia sẻ, chứ đừng phán xét, đừng chắc thêm gánh nặng cho anh chị em của mình. Amen, amen. Những cuộc gia đình, những gia đình bị xung đột, những cái cuộc ảo đả, những cái sự tấn công trong gia đình bất hạnh phúc, nó cũng hay xuất phát từ cái chỗ không cảm thông, xuất phát từ chỗ phán xét lẫn nhau. Nếu như vợ chồng mà yêu thương nhau, cảm thông nhau, không đổ xét nhau và tha thứ cho nhau và nói những lời yêu thương, tôi thiết nghĩ là ăn cơm với rau vẫn ngon như thường. Tôi đảm bảo điều đó. Còn một khi mà đã đón xét nhau, đã lên án với nhau rồi, dầu cho có ăn cao lương mấy gì, ở trong nhà sang trọng, nhưng mà tâm hồn vẫn vô cùng trống trải và cô đơn. Một ngày kia tôi có nghe được một vị mục sư nói, mục sư này nghĩa, ông được một số học trò đưa ông đến một cái khu dinh thự lớn, bậc nhất ở nơi Đà Nẵng, và đi trong một nơi sang trọng. Ở nơi đó một căn phòng là một đêm, người ta ngủ có thể tốn đến một 500 triệu một đêm. Tôi nghe sao mà cái gì mà dữ vậy, cái gì mà cái khu biệt thự để dành cho những bậc tổng thống Donald Trump này rồi khi ở. Ông kia tôi đang đi cho một nơi sang trọng vô cùng như vậy, nhưng mà lòng của tôi vô cùng cô đơn, cô đơn. Điều đó muốn nói chúng ta điều gì? Xin Ngài giúp đỡ cho mọi người trong chúng ta, dù chúng ta đi truyền giáo về Bến Tre, ở nhà lá mà yêu thương nhau vẫn bình an hạnh phúc. Amen anh chị em. Amen. Hỡi anh chị em yêu dấu, tôi vui mừng trong một thánh salon, anh chị em chúng ta đã hiểu nhau, anh chị em chúng ta đã quý nhau, cho nên mỗi khi có một chương trình gì, chúng ta nhìn với nhau không phải cặp mắt lên án, không phán xét, nhưng mà chúng ta có một chương trình gì, chúng ta mỗi người một tay để làm xong công việc mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm ở tại đất. Amen. Tôi muốn nói với một thánh một lần nữa, cuộc sống chúng ta trên đất này chỉ là tạm, thời gian Chúa cho chúng ta trên đất này chỉ là tạm thời. Chúng ta hãy tận dụng những thời giờ tốt nhất, những thời giờ quý báu nhất để chúng ta nói những lời yêu thương và hỗ trợ cho người thân yêu của chúng ta. Đừng làm đau khổ, đừng làm mệt mỏi và đừng làm trở thành nặng nề cho ai đó. Nhưng mà trái lại chúng ta phải làm điều gì đó để đem sự an ủi khích lệ cho cuộc sống này càng thêm ý nghĩa và cha trên trời sẽ càng đẹp lòng của chúng ta. Amen. Và chúng ta để ý từ câu số 8 đây đi. Và dùng sự chứa thì câu số 8 đây đi. Chúng ta cùng xem lời của Chúa. Chúng ta đọc trong 2-3. Sớm xuất hiện người mồ vài người trẻ, biết từng thấy người này đi ăn mày, liền đã rằng này có phải là người vẫn ngồi ăn xin đó chăng? Người thì nói ấy là này, kẻ là nói không phải. Sao một người nào giống hắn? Người mồ nói rằng chính là người này. Chúng ta đọc tiếp tục câu số 10. Chúng bèn hỏi người rằng tại sao mắt có thể nói được? Người trả lời rằng người tên gọi là Giê-xu kia đã hòa hồn sức mắt tôi và nói rằng hãy đi đến rửa đây Hê-lu-ê. Vậy tôi đi đến rửa lại đó rồi thấy được. Chúng hỏi rằng người ấy ở đâu? Người trả lời rằng tôi không biết. Và cảm ơn Chúa, người kia trước đây đã bị mù, đã bị khinh dễ, đã bị ăn xin,
đã bị coi thường. Nhưng bây giờ một giây phút đặc biệt gặp Chúa Giêsu bây giờ đã được sáng. Amen. Bây giờ không còn ở trong sự mù loà nữa. Trước đây đã từng kêu là ngu dại là bình thường, nhưng bây giờ trả lời rất là minh bạch rõ ràng và xưng là người tên gọi là Giêsu đã làm cho tôi được sáng. Amen. Tôi cầu nguyện cho những người trong hội thánh này mạnh dạn đó là người tên gọi là Giêsu đã làm cho tôi được sáng. Amen. Trước đây chúng ta chưa tin Chúa, chúng ta cũng bị mù lòa trong nhiều việc. Chưa tin Chúa, chúng ta cũng bị mù lòa trong nhiều vấn đề. Nhưng mà cảm ơn Chúa, người tên gọi là Giêsu đã làm cho tôi và anh chị em trở nên sáng lạng. Chúng ta vỗ tay được nha. Người đó đã làm cho chúng ta được sáng. Hãy xưng danh của Chúa ra. Amen. Hãy xưng danh của Chúa ra. Chúng ta sẽ được sáng. Có những cái sự hòa buồn, có những cái sự sức bác qua những bài giảng, qua những sự đặt tay, qua những sự nhắc nhở, thậm chí là qua những sự khiển trách, và có những cái chỗ gọi là cái ao C-O-L-E đó, là có nghĩa là say đi đó, làm cho chúng ta khó chịu, làm ngược lại một số điều của trần gian này. Nhưng mà để chúng ta vâng lời, mắt chúng ta sẽ sáng. Đời sống chúng ta sẽ không còn ở trong sự mù loà nữa, nhưng mà đời sống chúng ta sẽ nhìn thấy Giê-xu là đấng cứu chuộc mình. Amen. Chúng ta để ý câu số 13 ở đây. Chúng dẫn người đến trước. Chúng ta đọc chung 2-3. Chúng dẫn người trước cả hồn đó đến cầu người Pharisee. Và ấy là ngày Sa-bát mà Đức Chúa Giê-xu đã hòa hồn và mở mắt cho người đó. Người Pharisee lại hỏi người thế nào người được sáng lại. Người nào? Người ấy đã ra vào mắt tôi. Tôi nhìn qua mà thấy được. Có mấy kẻ trong những người Pharisee nói rằng người này không phải đến từ Chúa Trời đâu, vì không giữ ngày Sa-bát. Nhưng kẻ khác nói rằng một kẻ có tội là phép lạ chứ không phải thế nào luôn. Rồi họ chia phe ra. Bây giờ chúng hỏi người mù nữa rằng: con ngươi, vì người đã làm cho mắt người đó thì ngươi nói làm sao? Người trả lời rằng: ấy là một đấng tiên tri. Một số người vẫn còn nghi ngờ, không biết ai mà làm cho người này được sáng mắt. Có khi nào trên cuộc đời của tôi và anh chị em đã được một số người học kinh nghiệm nào, không biết ai mà làm cho con người này trước đây như thế này mà bây giờ được như thế này? Trước đây là kẻ ví dụ như là đẩy xe bán đi bán mà bây giờ trở thành người giảng đạo. Trước đây là những người chỉ biết bán hủ tiếu mà bây giờ trở thành nhà truyền giáo. Trước đây là người chăn bò mà bây giờ trở thành người hầu của Chúa. Trước đây là những người bị khinh dễ mà bây giờ trở thành nhân chứng sống cho Đức Chúa Trời. Amen. Nhiều người họ không biết đến từ đâu, nhưng mà chúng ta biết là người tên gọi Giêsu đang mở mắt tôi và. Amen. Và những người khác họ bóp bóp: ngày này là ngày Sa-bát, tại sao làm việc đó? Họ bảo là của đạo nên không phải là tốt đâu, đạo nên đạo của Mỹ, đạo này là của ai đó, có chừng bị dụ dỗ, họ nói thế này thế nọ thế kia. Những người này bảo rằng cái việc đó không quan trọng, nhưng mà tôi chỉ quan trọng là trước là tôi mù, bây giờ tôi được sáng. Trước là tôi vô cùng tội lỗi, và bây giờ tôi vô cùng được phước hạnh. Amen. Trước đây là tôi là tội nhân, bây giờ tôi là thánh nhân. Chúa Giêsu này bảo rằng xem trái mà biết cây. Nhìn kết quả mà biết, chứ còn ngồi đó mà cãi thì không biết ai hơn ai. Nhưng mà hãy nhìn thấy kết quả của những người tin kinh chúng thật. Họ có thể nói về bạn và tôi nhiều điều lắm, nhưng mà họ không thể nào chối cãi được những gì Chúa đã làm cho bạn và tôi. Amen. Amen, anh chị em. Tôi cảm ơn Chúa. Trước đây tôi tin Chúa, cũng có nhiều người họ tấn công, họ thể nói những lời không đúng về đạo tin lành của Ngài, họ nói không đúng về niềm tin của tôi đặt nơi Chúa, họ nói nhiều điều. Nhưng mà bẻ một thời gian, tôi không biết cách nào cãi lại hết. Nhưng mà qua cách sống của mình, qua sự tái sanh đổi mới của mình, cho đến bây giờ họ không còn tấn công nữa, mà họ quay lại họ nói là đúng là thằng này có đức tin nơi ông trời thật, và chính ông trời thay đổi cuộc đời của thằng này. Những người anh chị trong gia đình chúng tôi, bây giờ họ chúng tôi đã thấy được điều đó. Cho nên nguyện xin Chúa giúp đỡ cho mọi người trong chúng ta hãy trở thành người nhân chứng cho Chúa Giêsu. Hãy nói với bên cạnh: hãy trở thành nhân chứng cho Chúa Giêsu. Hãy trở thành nhân chứng cho Chúa Giêsu. Hãy trở thành nhân chứng cho Chúa Giêsu. Chúng ta đọc tiếp câu số 18. Xong lẽ người Giu-đa không tin rằng người ấy trước đã hồ mà lại được sáng lại, cho đến khi hỏi người cha mẹ mình đến, họ gặng hỏi rằng: đây có phải là con trai của các ngươi mà các ngươi nói rằng nó một người họ sinh ra chăng? Thế thì sao bây giờ nó sáng lại? Cha mẹ người trả lời rằng: chúng tôi nhìn biết là con trai chúng tôi đó đã từ một người họ sinh ra,
nhưng hiện nay lại làm sao thấy được thì chúng tôi là không rõ, chúng tôi còn không biết hay mà không nói nó nữa. Hãy hỏi nó vì nó đủ tuổi, nhưng nó sẽ nói cho cha mẹ người nói vậy vì sợ dân Giuđa, bởi dân Giuđa đã định rằng sẽ ai xin Chúa Giêsu Christ là Đấng Christ thì phải bị đuổi ra khỏi nhà họ ấy. Tại cớ đó nên cha mẹ người nói rằng nó đã đủ tuổi, hãy hỏi nó. Cái người mù rõ ràng tình rằng đó mà họ vẫn không tin những dấu kỳ phép lạ, những cái sự tái sinh đổi mới, những cái điều lạ lùng Chúa làm cho bạn và tôi sờ sờ trước mắt bạn. Nhưng một số người họ vẫn không tin, một khi mà họ đã vô tín thì họ tiếp tục tìm mọi cách để họ phán xét, họ lên án, họ nghi ngờ, họ nghĩ là đi theo đạo này là mỗi người sẽ có được 2 triệu, đi theo đạo này là 2 triệu. Nhưng mà họ hỏi tôi là ê, theo đạo này được 2 triệu không? Tôi nói 2 triệu ít quá, 2 triệu quá ít đúng không? 2 triệu sao mà đủ tiền thẩm mỹ đẹp trai giống như bây giờ đúng không? Không thể nào được. Trước đây mặt tôi thu như vậy, 2 triệu làm sao đủ tiền để mà mua mỹ phẩm mà và trở thành xinh đẹp giống như vậy đúng không? Thật sự, cho nên 2 triệu làm sao đủ tiền mà trữ sạch cái phổi mà có thể khỏe mạnh như ngày hôm nay? 2 triệu làm sao đủ mà có thể mà huấn luyện đi học mà có thể thông thái được như ngày hôm nay? 2 triệu ít quá. Thật sự mình tin Chúa không phải là người nào đó cầm đưa cho mình 2 triệu, nhưng mình tin Chúa thật sự đấng ở trên thiên đàng ban cho chúng ta còn 2 triệu đô cũng chưa đủ. Cho nên cả một Chúa, người ta thấy người này được mù mà người ta vẫn không tin, người ta vẫn gạn hỏi đến cha mẹ người đó. Nhưng mà cha mẹ thì sợ nếu ai xin Chúa Giêsu là Đấng Christ thì bị khai trừ, cho nên nó đủ tuổi rồi. Hãy hỏi nó đi, hãy hỏi nó đi, hỏi nó thì ngươi sẽ biết được điều đó. Có thể ai ba cho bạn tiên hương lên lầu thì tôi được cọc nha, tôi gặp cái việc chi phối nha. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho mọi người trong chúng ta, hãy nhờ ơn Chúa mà hãy chứng minh cho người ta thấy được rằng là Đức Chúa Trời là đã thay đổi mọi cuộc đời của chúng ta. Amen. Chúng ta đọc tiếp từ câu 24 ra đây nè. 2, 3. Vậy người Pharisee gọi người trước đã mù một lần nữa mà nói rằng hãy gửi nghe Đức Chúa Trời, chúng ta biết người đó là kẻ đó. Người trả lời rằng tôi chẳng biết người đó phải là kẻ có tài năng, chỉ biết một điều, tôi là mù mà bây giờ thấy sáng. Chúng ta cứ nói đọc lại chỗ này, chỉ biết một điều. 2, 3. Chỉ biết một điều, tôi là mù mà bây giờ thấy sáng. Hãy lắp mai người bên cạnh nó một lần nữa. 2, 3. Chỉ biết một điều, tôi là mù mà bây giờ thấy sáng. Bây giờ lại sáng. Chúng ta có thừa nhận là từ ngày mình tin Chúa đến giờ, chúng ta đã được mở cặp mắt tục lên, mình sáng hơn nhiều thứ không chị em? Sáng hơn không chị em? Có một người anh em đang có mặt ở đây, tôi không có tin ra. Và đứa con á, nó đang ở một căn nhà, nó thủng xuống á, một mét hai vì người ta làm đường. Và nước mưa nó ập xuống á, và rất là mưa xuống là không ngủ được. Và như vậy, nhưng mà nó đã gom được một số tiền, nó định sửa nhà. Thì theo quý vị, nhà đang bị dột nát, đang bị thủng nước, đang bị ẩm ướt, mà có số tiền có nên làm hay là không? Dạ, mà số tiền là có sẵn là nên làm liền hay là đợi? Nên làm liền. Vậy đó mà người đó đi coi thầy bói. Và thầy phán rằng là chưa có đúng tuổi, đừng có làm. Đợi cho nó ngày tốt, ngày đẹp, đúng tuổi đã làm. Tôi nói trẻ ơi, ngày nào cũng là ngày của Chúa cả. Tôi làm bao nhiêu căn nhà là tôi có coi ông thầy bói nào đâu. Hòn đất mà biết nói năng thì thầy thì lấy hầm ra nó không còn nữa. Đúng không chị em? Tôi nói với người đó, đối với con gái ông làm nhà đi, tôi tới tôi cầu nguyện cho. Tôi nói anh chị em nè, tiền thì có mà nhà thì sập, mà cứ sợ gì đâu. Tôi nói anh chị em, sợ thì bói, sợ thế này kia, ba cái sự mê tín gì đó trói buộc con người ta. Nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa, Chúa đã mở mắt cho chúng ta biết rằng ngày nào cũng là ngày của Chúa. Thêm một câu chuyện đó, có hai đứa kia nó yêu thương nhau tha thiết vô cùng, nó thương nhau thật lòng, chứ nó không phải là một sự lạm dụng tình dục, nó cũng không phải là lừa dựa hơi, nó không phải là lợi dụng vấn đề gì cả, nó quyết định nó đến với nhau trong hôn nhân. Vậy đó mà xong xuôi mọi chuyện, nó yêu nhau thật là tốt đẹp, dẫn về thưa trình cha mẹ. Cha mẹ đi đến ông thầy bói, ông thầy gì đã coi của em bói, nó là tuổi này là không hợp nhau được. Nếu mà nó cưới nhau thì nó xấu không trồng một chiếc chiếu. Quý vị biết xấu không trồng chiếc chiếu là gì không? Ở dưới quê
sống với nhau trong một chiếc chiếu, thì là chết trước thời hạn. Chiếc chiếu chưa rách là chết rồi đấy. Là hai đứa này tan chết rồi. Thế là không cho nó lấy nhau, nó đau khổ biết bao nhiêu anh chị em, biết bao nhiêu nan đề xảy ra, tội lỗi vô cùng. Thì cuối cùng cha mẹ trở nên quyết định không cưới, không cưới. Nhưng mà vì nó thương nhau cho nên nó quyết định nó cưới. Đúng như vậy, nó sống với nhau không chọn một chiếc kiếm. Bởi vì sao? Nó vừa cưới nhau có một cái nệm kiếm đang dịch cổ nó thở lên. Còn một chiếu rồi nó chiếu. Nó có nệm kiếm đang nó nằm. Nó xây một cái nhà cách đây khoảng chừng chưa tới một cái số. Nó xây một căn nhà coi như là bố tắm một cái sao nữa. Và mời chúng tôi đến dự như vậy. Cảm ơn Chúa. Tôi nói anh chị em là đừng có nghe những lời thầy bối bên thằng gì đó nói tầm bậy tầm bạ. Hai chị em chúng ta là con cái của Chúa, mắt chúng ta hãy được sáng ra, đừng sống trong sự mê tín dị đoan, đừng sống trong sự sợ hãi nữa, hãy sống trong sự sáng mà Đức Chúa Trời đã ban cho mọi người chúng ta. Cho nên người mù này nói tôi chỉ biết một điều, trước là tôi mù, bây giờ là tôi được sáng. Còn vấn đề lý luận nói là đạo này đạo của Mỹ, theo là của Mỹ được 2 triệu này nọ kia, chuyện đó chuyện của người ta. Chị tôi chỉ biết là tôi trước đây tôi chưa tin Chúa là hút thuốc uống rượu quậy phá, tôi thế này thế nọ thế kia quá tội lỗi, mà bây giờ tin Chúa, Chúa đã mở mắt cho tôi trở thành được con người giống như vậy, tôi chỉ biết ơn Chúa mà thôi. Amen. Amen anh chị. Trước đây người ta gặp tôi, người ta bằng kê, bằng cô, bằng cụ, bằng ông gì đó, mà bây giờ tôi tin Chúa biết rồi, người ta kêu tôi bằng thầy. Amen. Từ thằng biết thành thầy, từ con này con nọ biến thành cô này cô kia. Cho nên anh chị em ơi, ở trong Chúa Giêsu chúng ta có sự sáng. Đến nỗi mà sáng mùng 1 không cho ai xong đất nữa. Sáng mùng 1 coi như là rác tứ bụi từ cái là không cho quét nhà nữa. Nó đủ thứ trói buộc con người ta. Anh chị em ơi, nó bị trói buộc nhiều lắm. Nhưng mà ta ơn Đức Chúa Trời, nhờ Chúa Giêsu bây giờ mắt ta đã sáng. Amen. Hãy nhìn người bên cạnh đó, bạn tin Chúa thấy bạn sáng hơn nha mẹ. Sáng hơn. Sáng hơn. Cái điều này là lý thuyết hay là thực tế? Thực tế chị em. Lý thuyết hay là thực tế? Cảm ơn Chúa. Có nhiều người nói như thế này, vừa thấy người đó tới bỏ tác buổi đầu tiên, mình chụp tấm hình đi. Và sau khi cầu nguyện tin Chúa, mấy tháng sau nhìn lại khác hẳn. Mấy năm sau khác hơn nữa. Vừa rồi chúng tôi đi qua Campuchia, có việc kiều Mỹ đây nữa. À, cô ấy à. Thì con Hương nó nói với tôi, thầy, con nhìn mẹ của con á, cách đây gần 20 năm trước, dù hơn bây giờ thầy nha. Bây giờ con thấy mẹ con còn trẻ lại đó. Cứ như là, người ta thì lão quá, cậu này trẻ quá. 20 năm trước là một thằng bà cụ, còn lái xe, con xe là cái nhóm nhóm. Nhưng bây giờ sau khi tin Chúa, bây giờ đứng lên tin Chúa Giêsu được cứu. Amen. Và đứng rồi giữa ở bên Campuchia làm gì? Cảm ơn Chúa, Chúa thay đổi cách lạ luôn. Amen. 20 năm sau mà trẻ hơn hồi đó, đó chỉ là phép lạ. Chúa Giêsu Ngài đã làm cho sáng lại là phải. Chúng ta vỗ tay người kia. Cho nên là ơn Chúa, chúng ta đừng sống trong sự phán xét. Nếu ai đó phán xét chúng ta hãy trình điều đó lên cho Đức Chúa Trời. Thì chúng ta cũng tha thứ, bỏ đi cho nó nhẹ nhàng. Cho nên có một câu chuyện kể như thế này. Một ngày kia thì có ông kia, ông mới nuôi một con trâu. Và ông thương con trâu lắm, ông biết con trâu lắm. Nhưng mà cuối cùng thì tự nhiên con trâu nó khát nước quá. Lúc đó ông đi công việc, ông về. Con trâu nó dồn xuống cái giếng nó uống nước á. Và nó chồm xuống uống nước dồn cho nó lột xuống dưới cái giếng đó. Nó nằm dưới cái giếng và nó ở dưới đó và nó không cách nào lên được hết. Và ông này thương con trâu này quá và ông không biết làm sao đưa lên, thì ở quê không đủ máy móc, không đủ dây kép, làm đủ cách không lên. Cái ông nói thì thôi bây giờ thấy như vậy thôi, lắp cho nó chết cho nó sớm chứ để tội nghiệp quá. Ông kêu mọi người lấy đất đổ xuống, lấy cát lắp xuống cho nó chết. Nhưng mà lắp chừng nào thì con trâu nó cứ đạp, lắp chừng nào thì nó cứ đạp, đạp lên cái đống cát, nó đạp lên cái đống đá, nó đạp lên. Thì cuối cùng đổ đến thời là con trâu nó lên được tới mình giếng, nó bước ra khỏi, nó được tự do. Ngay lập tức tôi học được bài học là đôi lúc có những con người tìm cách để lắp cho chúng ta chết, đôi lúc những con người họ có những lời nói để lắp cho chúng ta bị ngã gục. Nhưng hãy nhờ ơn Chúa đạp trên những nan đề đó mà trổ lên, trở thành nhân chứng. Người mù này đã được sáng. Chúng ta đọc tiếp câu 26 là 2, 3. Họ lại nói rằng
người đã làm điều gì cho ngươi? Mở mắt ngươi thế nào? Người trả lời rằng, tôi đã ở mắt ông đồ rồi, mặt ông chẳng biết tôi. Cớ sao các ông muốn về làm chúa? Hả? Cũng là muốn đồ của người ta. Họ về mắng giết người, mà rằng, ấy chính ngươi là muốn đồ của người. Còn chúng ta là muốn đồ của Môi-se. Chúng ta biết Đức Chúa Trời là kháng của Môi-se. Những người này thì chúng ta chẳng biết ở đâu đến. Người trả lời rằng, người đã mở mắt tôi, mà các ông chẳng biết ở từ đâu mà đến. Mấy là thật lắm. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là dành kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời làm theo ý của Ngài thì Ngài được. Chúng ta làm lại câu 31 một lần nữa, mạnh mẽ là 2 và chúng ta biết Đức Chúa Trời chẳng nhận kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời làm theo ý của Ngài thì Ngài nhận lời. Đức Chúa Trời không nhận lời kẻ có tội, đúng không chị em? Mà nếu ai làm theo ý muốn của Ngài, ai kính sợ Ngài á, thì Đức Chúa Trời sẽ nhận lời người đó. Amen. Cho nên nếu mình thấy một người nào đã được phước hơn mình, thì chúng ta đừng nên phán xét họ. Amen. Đúng không? Amen. Đức Chúa Trời là đấng công minh, Đức Chúa Trời là đấng công bình, Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, Đức Chúa Trời là đấng toàn tri. Cho nên mọi việc Ngài biết tất cả, Ngài thấy tất cả và Ngài phán xử được tất cả. Cho nên vì chúng ta thấy người nào được phước, chúng ta nên học hỏi đức tin chứ đừng nên tấn công. Amen. Đừng nên ganh tị tìm những điều vặt lá tìm sâu rồi chúng ta lôi chuyện quá khứ là lôi chuyện này chuyện kia để tấn công. Tôi ví dụ như tôi xin lỗi tôi nói ra chính trị xíu là ông Donald Trump. Ông quá khứ ông sao tôi chả biết. Nhưng mà khi ông lên ông làm tổng thống á thì đất nước Mỹ được rất là hùng mạnh, kinh tế vững vàng và làm cho nhiều điều tốt lắm. Người ta không nhìn thấy kết quả không làm, mà người ta nói là trong quá khứ ổng có những tiền tệ với người khác. Hỡi anh chị em, nếu mà lâu về quá khứ 20 năm về trước, 30 năm về trước, ai trong chúng ta cảm thấy mình trọn vẹn hết không? Ai dám không? Ai dám nói mình là tôi là tốt hết từ xưa đến giờ, dám nói không? Nếu mà lâu quá khứ, anh chị em ơi, nếu mà lâu quá khứ, tôi đã bảo là không có một người nào đủ tiêu chuẩn để làm con của Đức Chúa Trời. Amen. Nhưng mà sở vị dĩ Đức Chúa Trời nhận chúng ta làm con là vì Ngài xóa đi quá khứ chúng ta và Ngài dùng huyết của Ngài rửa sạch tội cho chúng ta và Ngài làm tươi mới lại cho chúng ta và do chúng ta trở thành làm con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Amen. Cho nên mong rằng mỗi người trong chúng ta nghe sứ điệp hôm nay đừng bao giờ nhắc tội quá khứ của người khác. Amen. Nếu những ông chồng đồng ý, ông chồng nói amen. Amen. Nếu những bà vợ đồng ý, bà vợ nói amen. Amen. Amen rồi thì trở về nhà đừng lo chuyện cũ của chồng ra mắng mình. Amen. Nhiều cặp gia đình bị đổ vỡ thì chị lo chuyện cũ của chồng ra kể hoài, lo chuyện cũ của bà vợ kể hoài, nhưng mà mình cứ kể tội người khác, ai kể tội cho mình? Đúng không chị em? Đúng. Mình sống được, mình vẫn còn được, đó là nhờ ơn thương xót của Chúa. Cho nên kẻ có tội là Chúa không nhận lời, nhưng mà Chúa chỉ nhận lời cho những người nào kính sợ Chúa và làm theo ý của Ngài thì Ngài sẽ nhận lời đó. Cho nên những người không giáo bằng người Pharisee bảo là Chúa Giêsu là kẻ có tội, nhưng mà người mù nên tôi chả hiểu tội gì. Trước thì tôi mù, bây giờ tôi được sáng. Trước tôi dậy, bây giờ tôi được dậy. Và nói rằng nếu mà Chúa mà không nhận lời làm sao có được, thì cho nên đó là người này nói như câu, chúng ta đọc tiếp câu 32 cho đây, đọc lớn lên 2 và người này có bây giờ nghe nói có ai mở mắt kẻ mù từ đó sinh ra. Nếu người này thấy tin Chúa Trời đó thì không làm gì nữa. Chúng ta là cả người sinh ra cả tối mà có dạy dỗ chúng ta sao, còn họ đuổi người ra ngoài. Wow, lại cậy quyền, lại kiểu thế, mày sinh ra trong tội lỗi mà mày dám dạy chúng ta sao? Chúng ta là người Pharisee, chúng ta là sư đại sư nọ. Không chị em ơi, như vậy đúng không chị em? Không nên. Hãy nhìn thấy cái kết quả Chúa Giêsu là cho một tín đồ. Tôi nói anh chị em rằng, thà là một tín đồ mà kính sợ Chúa, làm theo lời Chúa, đem nhiều người ra làm với Chúa, hơn là được một danh xưng sư này sư nọ, tiếng này tiếng nọ, thạc này thạc nọ mà không làm được gì cho Đức Chúa Trời. Chỉ là tôi cớ chấp phạm cho người khác. Tôi nói thà ăn năn trở lại tín đồ bình thường đi. Có nhiều người anh chị em ơi không hiểu biết cái sự phán xét là thuộc về Chúa, quyền năng từ Chúa chứ không phải từ để bắt cóc chúng ta. Đức Chúa Trời Ngài muốn nhìn thấy những con người có lòng tin Ngài thật sự, kính Ngài thật sự để Ngài bày tỏ phép lạ, chứ không phải là dựa vào những cái bằng cấp hay là cái số liệu chúng ta đang có để rồi chúng ta kể công với nhà anh chị. Nhưng mà rồi người ta tấn công với người mù này bị đuổi ra khỏi nhà, đuổi ra khỏi đó. Tôi hy vọng rằng là tôi nghĩ rằng và tôi cũng tin chắc rằng
con người thì đuổi người này ra khỏi, nhưng mà Chúa sẽ tiếp con người này. Amen. 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 Có người khác thì đuổi nhưng mà Chúa là tiếp. Amen. Amen. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho mọi người trong chúng ta đừng bao giờ hắt hủi và đuổi ai cả, nhưng mà mỗi người trong chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa mà tạo cơ hội cho mọi người cùng đến để nghe được tình yêu và đời đời sống. Chúng ta đọc câu 35 cho đi, là chúng ta sẽ gặp những nghĩ tại đây. Đức Chúa Giêsu nghe họ đã đuổi người ra ngoài, người có tin nên họ đi chợ nhà, người thưa rằng người Chúa người là ai, hầu cho tôi đi đến. Đức Chúa Giêsu phán rằng người đã thấy người và hãy lại chính người tôi nói với người, người thưa rằng lạy Chúa tôi tin đây, bèn sắp mình xuống trước mặt ngài. Bao nhiêu người buổi sáng nay nói là lạy Chúa tôi tin này, lạy Chúa tôi tin này. Đứng lên nói lại Chúa con tin nha. Hallelujah. Chúng ta hãy tin vào Chúa và tỏ ra lời tích cực cho gia đình này. Tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta hãy mở mắt sáng ra và chúng ta hãy nói những lời tích cực cho gia đình của mình. Hãy nói những lời tích cực cho cha mẹ, cho anh chị của mình, và hãy nói lời tích cực cho gia đình của mình, và hãy trở thành nhân chứng cho Chúa Giêsu ngay trong giờ này. Hãy trở thành nhân chứng cho Chúa Giêsu. Qua chúng ta mà nhiều người sẽ biết về cuộc đời của Chúa. Qua chúng ta mà nhiều người sẽ nhận lấy ơn cứu rỗi của Chúa Trời. Hãy tiếp tục làm chứng về Chúa Giêsu qua đời sống của chúng ta. Nhân danh Chúa Giêsu chúng ta cầu nguyện ra lệnh cho tất cả những điều gì ô nó mà đến từ xác thịt lên án chỉ trích thì nó rút ra khỏi tâm trí và tấm lòng chúng ta ngay trong giờ này. Chúng ta hãy tiếp tục thờ phượng ngài. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.